Rồi, xin chào cả nhà nha. Chào nha. Nay mình vừa lấy được cái máy ấy. Mình review cho mọi người xem nhé. Cắt thử cho mọi người xem nhé. Thực sự là thế này rồi, không nghe này. Đợi đã. Này phải tìm bỏ lại. Rồi.
chưa tìm một cái ốc ở đâu. Đây rồi, thật thiếu rồi, đúng không? Đây, sao không người? Mọi người cùng xem nhé, để tôi nghiên cứu để xem là lắp hết những cái đồ của nó thế nào. À đây đây, đây là thưởng, là gần kèm theo một cái lưỡi này. Đấy. Bình dầu mà lại chi nè. Bình dầu làm nào để cho được. Và thế nhưng mà cho dầu đây là vấn đề đấy nhé. Này là cái gì? Và những cái này là cái gì? Tình khó thật. À đây, cái này là cái này. Cái này thì dương ốc rồi. Đúng rồi, sẽ thế này đây. Đấy. Rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình thử test các cái này nhé. Đây. Để mình gạch xem thế nào nhé. Và mình để sát lại đây mọi người cùng xem nhé.
Rồi. Đâu này. Không biết là có cắt được cái đường nhỏ không? Rất là đẹp. Nhỏ xem một đường để xem nhé. Nhưng mà lúc đi thì hơi xịt. Vỡ rồi. Đây là kỹ thuật cắt của mình chưa chuẩn. Mình cắt tiếp vài miếng nhỏ nữa này. Tiếp phải là phải nhỏ nhé. Cực kênh lắm anh đứt tay rồi tòi đứt tay đấy. Cũng được nhưng mà không ổn lắm. Chưa. Chắc mình cắt hết chỗ này mình cũng thuận thôi. Có pha bún không? Lại cần đun nước cho con thì bao nhiêu? Này thì lại không dính được mọi người ạ. Rất khó dính luôn. Đây đây. Nhưng chắc là không dính rồi, là bé quá. Ôi, gãy rồi. Bé quá, không dính rồi. Tóm lại là cắt trong khoảng 2-3 phân là ok. Còn một phân là hơi khó. Mình sẽ cắt tiếp một đường nữa để thôi. Rồi ok. Rất là đẹp. Này đường cắt thẳng tưng. Cảm ơn anh Nguyễn Chí Đạm nha. Cảm ơn em đã nhận hàng đầy đủ. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào mọi người đấy, hãy ủng hộ em nhé, ủng hộ đăng ký kênh ở dấu chấm đỏ góc ấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều.